Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Liên Hương TV. Nhìn cảnh này, quý vị có nghĩ là Bình Dương không? Hay là một vùng sông nước miền Tây nào, nơi có những chiếc phà được bắc qua ngang sông, nối giữa hai bên bờ sông? Ở đây là sông Bạch Đằng, quê hương của Lý Hương đó quý vị. Sông Bạch Đằng. Và Lý Hương đang đứng tại ngay chợ Thủ Dầu, phía sau chợ Thủ Dầu 1. Và đây là những cái bến phà mà ngày xưa vẫn còn hoạt động cho đến bây giờ. Trời ơi, nhìn cái cảnh này nhớ miền Tây ghê. Không nghĩ là những cái thành phố hoặc là tỉnh lỵ mà phát triển á, nó còn những cái cảnh này quý vị. Nói chung thì chắc đối với mọi người cũng bình thường rồi, nhưng mà đối với Lý Hương á, lâu lâu thì tự nhiên cái mình nhìn mấy cái cảnh này á, thì rõ ràng là thấy nó giống như là một cái vùng miền sông nước nào, chứ không nghĩ là ở một cái đô thị phát triển như là Bình Dương, đúng không? Thành phố hoặc là tỉnh lỵ thuộc về công nghiệp, các khu công nghiệp các kiểu. Đó, hôm nay thì Lý Hương đi đến Hoa Viên Bạch Đằng ở Bình Dương. Nhìn thấy rồi là thưởng gió, thưởng hơi nước, không khí, chợ các kiểu. Rảnh quá ha quý vị. Còn đây là một cái ngôi nhà cổ thuộc dạng di tích cấp quốc gia hay là cấp tỉnh gì đó, lâu rồi. Còn đây là một số những cái bức điêu khắc ở ngay Hoa Viên Bạch Đằng, Bình Dương, nơi mà mọi người, những gia đình trẻ hoặc là người dân địa phương các kiểu đến đây để vui chơi vào thường dịp mà chiều chiều mát mát, tầm khoảng 5-6 giờ cho đến khoảng 10 giờ tối là nơi đây rất là đông, gọi là Hoa Viên Bạch Đằng thôi quý vị. Còn hôm nay thì Lý Hương đi là tầm khoảng 3 giờ trưa, nên là cái giờ này thì cũng khá là vắng thôi. Tiểu thương thì cũng buôn bán cũng nhiều dọc Hoa Viên luôn. Còn cái người mua thì không thấy nhiều, tại vì á, ngày hôm nay á, là ngày coi như là bình thường thôi, và cái giờ cũng là giờ 3 giờ nên không có phải là cái giờ cao điểm để mọi người đi. Rồi hôm nay thì Lý Hương sẽ giới thiệu cho quý vị một món ăn mà Lý Hương cũng rất yêu thích. Bún riêu, nhưng mà hôm nay là cái vị Đà Lạt nha. Lúc đầu á, thì tưởng là bún riêu Đà Lạt, nhưng mà khi mà hỏi cô chủ rồi á, thì á, giống như một người em của cô chủ đem về từ Đà Lạt mà cũng biến tấu hết theo cái kiểu vị, cũng là địa phương Bình Dương rồi, cũng không có thuần Đà Lạt lắm. Đó thì một tô bún riêu quý vị thấy sao? Cục giò kìa, to tổ chản luôn. Quyết nè, mềm, thơm phương phức luôn. Bún, và đặc biệt là cái màu riêu á quý vị. Cái màu riêu á là cái màu như là vị nhà nấu vậy đó, nhạt thôi ha. Thì cái này Lý Hương có hỏi ghẹo ghẹo cô chủ chút xíu để biết quán. Quán mình là bao nhiêu năm rồi cô? Dạ, 7 năm. Cái này theo vị của Đà Lạt luôn hả cô? Có like phải không? Chờ riêng
ngon quá vậy. Cua. Quýt rất là đặc sắc nên là Lý Hương có kêu thêm một chén quýt thêm. Ờ, mỗi tô bún riêu như vậy thì chỉ có giá là 35 ngàn thôi quý vị ạ. À, tô quýt thêm là 10 ngàn. Đó, trời ơi, nói chung là buổi chiều mà được ăn bún riêu thì ôi thôi, tuyệt vời. Đó, đặc biệt thì có giao lưu với lại cô chủ thì cô chủ có nói rằng á, bún riêu Đà Lạt á, nếu mà đúng luôn á là không có rau muống bào. Nhưng mà về Bình Dương ai cũng thắc mắc hết. Tại vì á, gần như là dân Bình Dương á là thích ăn bún riêu mà có rau muống bào, nên cũng phải gọi là nhập gia phải tùy tục. Bún riêu Đà Lạt nhưng ở Bình Dương cũng có gọi là rau muống bào nha. Mà cái này thì được. Đối với Lý Hương, trời ơi, bún riêu mà có rau muống, ôi thôi, rất là thích luôn. Thì đây Lý Hương sẽ để lại một vài comment review cho quý vị ha. Thì riêng với cái tô bún riêu này á, thì Lý Hương cảm nhận rằng á, nấu theo cái kiểu như cái vị của gia đình á. Thứ nhất là về màu sắc ha, là không có để quá nhiều những cái màu mà vàng cánh gián các kiểu á, để cái màu nó hơi ngã ngã thôi, ít màu dầu đều thôi. Đấy, nên không có sợ là quá nhiều phẩm màu đâu ha. Rồi thứ hai nữa là cái phần mà cục dò diên. Dò diên được được bầm từ thịt băm á quý vị. Nó không có mịn lắm đâu, nó cũng có cái độ giòn giòn sực sực. Nói chung là cái cục mà dò diên đó Lý Hương thấy là rất là đặc sắc. Quyết nữa quý vị, mềm, trời ơi mà nó nóng nữa đó, rất là ngon. Nước dùng thì cũng tương đối ha. Lý Hương thì thêm một xíu mắm tôm nữa thì mới vừa vị với Lý Hương. Đó, rồi còn riêng cái cua, cái phần mà cái miếng cua thì Lý Hương thấy nó hơi nhạt một chút xíu. Đó. Nếu mà cua mà như mà kiểu như cua mà bún riêu của cô gì ở dưới quận 5 á, trời ơi thì là xuất sắc hơn. Cục riêu cua thì Lý Hương không chấm lắm. Thì nói chung là quán này cũng là một quán mà khá là đắt á, khi mà mọi người mà muốn ăn về bún riêu á, thì cô bán từ khoảng 11 giờ trưa ha, bán tầm đến khoảng tối. Còn bây giờ thì Lý Hương sẽ giới thiệu thêm cho quý vị một quán ăn từ thời tuổi thơ của Lý Hương. Đó là khoai mì nấu và ăn với lại nước cốt dừa. Ở bên đây thì cô có làm thêm một mâm chuối, chuối hấp nữa nè. Hũ như thế này thì có giá là 15 ngàn thôi quý vị. Hai quán này, quán bên bún riêu Đà Lạt và quán này á, có cái giá cả ở cái mức này á, là do là gần như là không có tốn tiền mặt bằng. Chứ cỡ như là thuê mướn mặt bằng á, thì với cái giá đó chắc chắn là sẽ không có lời rồi. Những cái quán ăn mà gia đình hoặc là như cái xe của cô này nè, bán về món ăn lề đường á, thì chỉ coi như là cái phí mà để đứng á, một chút xíu thôi, nên nó mới có những cái mức giá như vậy. Đó, thì coi như là mọi người là lấy công làm lời. Đó, thì một số những cái mô hình mà quán ăn gia đình hoặc là đứng lề đường ở Bình Dương vẫn đang sống rất là tốt. Mà nếu như mà mình biết thì mình được ăn những cái món ăn thực sự là ngon, bổ, rẻ, được nấu từ những bàn tay của các chị, các mẹ yêu ẩm thực. Trời ơi, lựa chọn những thức ăn ngon và pha chế một cách là coi như là gia đình nhất. Nên là đó cũng là một phần mà giúp cho mình tự tin hơn khi mà ăn những cái món ăn mà thuộc về nó tầm giá mà rất là bình dân nhưng cực kỳ là chất lượng nếu như biết nha quý vị. Ủa? Để có thêm mày bây giờ mày hồi nào không năm nào bác cho năm nay á. Vậy hả con? Không năm nào bác cho năm nay bắt đầu nói chung là hôm đầu năm còn bán được, từ hôm tháng 2 á. Tháng 2 dần sau đó giờ là bán không được. Ồ, rồi ai cũng khóc quá trời nè. Đây xe. Đây là cái thằng cô bán đó. Xe một ly như này là 13 luôn đúng không con? Nay 15 rồi hả? À. 15 rồi. À 15 rồi. Ngay công viên Phú Cường luôn. Ủa
là 2 tuần nữa đây, nay là ngày mấy ta? Vậy là đầu tháng 4 đó, đầu tháng 4 là suy thoái kinh tế tới Bình Dương rồi đó. Dạ. Chứ được một ngày vậy là bán khoảng bao nhiêu ly này cô? Được 100 ly không? Hồi xưa thì bán hơn đó. Hơn. Nói chung là hơn trăm, nói chung hồi trước dịch thì bán hơn á. Dạ. Tại sao dịch tới giờ là bán hồi được, cái giờ đây ra mà bán 2 tuần nay là bán không được. Thôi cầm cự đi, kinh tế suy thoái này. Kế bên quán gì Pasio nè, rồi ngay đây gốc là đường Cách Mạng tháng 8 cắt với lại đường Hít Quảng Đức nha. Cô bán bao nhiêu năm rồi cô? 28 năm. Dạ. Rồi đây là mình ăn từ nhỏ luôn nha quý vị. 28 năm rồi. Dạ. Rồi thôi cầm cự đi ha cô. Dạ. Dạ. Và đấy là 2 địa chỉ ngày hôm nay Lý Hương giới thiệu cho quý vị. Nếu như mà quý vị tin tưởng vô cái tài săn lùng thức ăn của Lý Hương thì quý vị có thể tìm đến khi mà quý vị muốn ăn thử ha. Bây giờ thì cùng với Lý Hương đi dạo một vòng Hoa Viên Bạch Đằng vào khoảng khung giờ 3 giờ chiều, nơi mà coi như là không phải là cái giờ cao điểm để mọi người ra chơi nha. Nên là đừng nói sao, ui Bình Dương đẹp thế mà sao lại vắng thế nha. Tại vì bây giờ Lý Hương đi là 3 giờ chiều và cái ngày bình thường nữa mọi người đi làm hết rồi. Cùng đi với Lý Hương nha. Bên phía tay trái là sông Bạch Đằng, ở bên đây là Bình Dương, còn bên kia là Sài Gòn. Ở đây thì buổi tối quý vị gọi là chợ ăn vặt đó, có rất là nhiều những xe hàng được đẩy ra, nước trà chanh chém gió các kiểu bày ở bên đây. Khu vực này là giống như cái khu vực mà gọi là chợ đêm, phố đi bộ các kiểu đó quý vị. Buổi trưa thì nóng nên là gần như là mọi người rút ở trong nhà hết rồi. Buổi tối nè, nay khúc này là bắt đầu cấm xe. Và những cái xe cá viên chiên, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, gỏi, trà các kiểu dọc nguyên khu vực này luôn. Bán khoảng từ 5-6 giờ chiều cho đến khoảng 10 giờ tối. Bên đây là bên chỗ doanh trại quân đội Việt Nam nè quý vị. Nói chung là hạ tầng ở Bình Dương thì làm rất là tốt. Mọi người thường là chọn cây bông giấy, tại vì cây bông giấy là cái loại cây mà rất là ưa nắng đó quý vị, thấy không, càng nắng nó càng rực á. Hôm bữa trước Tết ở đây cũng là tổ chức gọi là đường hoa nè, gọi là Hoa Viên Bạch Đằng là nơi này nè quý vị. Thì Lý Hương có đi quay xong rồi về bị sốc nhiệt cả mấy ngày luôn, nắng rất là nắng luôn đó. Nên là bây giờ là tầm khoảng 3 giờ chiều thì thường là hoa viên vắng lắm, không có ai đi ra giờ này hết, rất là nắng nóng. Tại vì thứ nhất là đường tráng nhựa, ở trên thì nền gạch, có sông thì cũng có hơi nước các kiểu, nhưng mà nắng lắm. Nên là thường là buổi trưa và tầm khoảng 12 giờ cho đến khoảng 3-4 giờ chiều là rất là vắng. Nhưng mà tới khoảng độ là 4-5 giờ chiều bắt đầu sẽ rất là đông. Và nhiều gia đình trẻ nhỏ, rồi các hoạt động mà vui chơi cho trẻ con này nọ nhiều lắm. Sau đó thì có một số những cái bạn trẻ bạn đứng chụp hình selfie các kiểu ha.
hay sao? Hạ tầng rất là tốt không? Nhưng mà tại sao vắng bóng là tại vì rất là nắng. Ra giờ này rất là nắng. Đâu đó thì có nhiều công nhân về bên công ty cây xanh á, chăm sóc cây để được cho một cái hoa viên mà có cây mà tươi xanh thì phải chăm đồ rất là nhiều. Rồi Lê Hương sẽ dẫn quý vị đi một vòng hoa viên Bạch Đằng nha. Đó, phía bên tay trái cũng có một cái hệ thống mà cà phê cũng rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, Catinat nè, ở bên tay trái đó quý vị. Về đó thì tuy nhiên giờ này thì không phải là cái giờ mà giờ này là giờ làm việc, đây là ngày bình thường mọi người sẽ đang làm việc. Đó lý do tại sao mà rất là vắng là như vậy, mọi người đang làm việc mà trời thì nắng. Thứ bảy chủ nhật vào những cái khung giờ này thì cũng vắng thôi. Đây đó, phía bên tay trái cũng có một cái công trình kiến trúc thuộc về là di tích lịch sử, thuộc cấp tỉnh hay cấp quốc gia gì đó, nhà của một cái ông quan ngày xưa, hoa viên Bạch Đằng nè. Đó, còn phía bên tay trái khu này trước gọi là chợ cá, chợ gà, đó là mua quần áo rồi ngay chợ gà là khu này nè quý vị. Bán giá đó là phải chăng. Rồi ở ngay đây có một cái bến đò nè, bến đò ngang nè quý vị. Bên đây là Bình Dương, đi qua bên kia là Sài Gòn rồi đó.